Tối 1 tháng 3, mạng xã hội xuất hiện một clip được cho là bắt trọn khoảnh khắc người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Thanh Xuân, Hà Nội. Trong clip, phát hiện sự việc, anh Mạnh trèo lên mái tôn đỡ bé gái, song khoảnh khắc gây tranh cãi khi bé gái tuột khỏi tay người hùng chạm xuống mái tôn. Ngay sau đó, anh Mạnh ôm bé gái vào lòng và đưa cháu xuống đất an toàn. Thank you.